Xin chào bà con, hôm nay mình xin giới thiệu một sản phẩm diệt cỏ cực kỳ hiệu quả và an toàn cho cây trồng. Vuoco 999, khắc tinh của cổ chanh, cổ mãn trầu và cổ túc. Vuoco 999 được nghiên cứu kỹ lưỡng với công nghệ hiện đại, giúp diệt cỏ tận gốc mà không làm hại cây trồng của mình. Chỉ với một lần phun, sau 3-4 ngày, cỏ sẽ bắt đầu khô héo, rồi biến mất hoàn toàn sau 7-10 ngày. Quá tiện lợi phải không ạ? Cách dùng Vuoco 999 cũng đơn giản lắm. Bà con chỉ cần pha loãng sản phẩm với nước theo tỷ lệ 1:100, sau đó phun đều lên khu vực có cỏ. Nhờ chọn ngày nắng ráo để phun và tránh phun khi trời sắp mưa nhé. Vuoco 999 rất an toàn cho người dùng. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe, khi phun thuốc mình vẫn khuyên bà con nên đeo găng tay và khẩu trang. Sản phẩm này cũng không gây hại cho đất hay ảnh hưởng đến chất lượng nông sản đâu ạ. Với Vuoco 999, bà con sẽ tiết kiệm được bao nhiêu thời gian và công sức. Chỉ một lần phun là vườn tước sạch cỏ suốt cả mùa vụ, không còn phải vất vả nhỏ cỏ bằng tay, cũng không lo cỏ mọc lại sau một thời gian ngắn nữa. Để mua Vuoco 999, bà con có thể truy cập trang web theplant.vn hoặc đến các đại lý phân phối gần nhất. Hãy dùng thử và cảm nhận sự khác biệt cho khu vườn của mình nhé. Cảm ơn bà con đã theo dõi video. Nếu thấy hữu ích, đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích về nông nghiệp. Chúc bà con một mùa vụ bội thu. Dareplant.vn Watermark.